Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án AirDot đến từ SIPA Finance. Để tham gia kèo AirDot này thì mọi người cần vào link dịch vụ mà tạo cho mình. Sau đó mình hoàn thành các nhiệm vụ trên Telegram của cho mình nhé. Sau khi vào đây bấm bắt đầu. Tiếp theo bấm join AirDot. Ở đây join vào kênh Telegram và kênh group Telegram. Bấm tham gia kênh. Sau đó chat cho mình một từ. Ok. Quay trở lại. Rồi vào kênh channel Telegram. Bấm tham gia kênh. Rồi. Tiếp theo follow kênh Twitter. Sau đó tag 5 bằng người bạn và hashtag này cho mình. Copy hashtag này. Mở kênh Twitter lên. Bấm theo dõi cho mình. Sau kéo xuống dưới bài đăng. Mọi người like và retweet. Còn comment tắt 5 người bạn. Ok, bây giờ gắn headset vào cho mình nhé. Rồi, sau đây bật tweet lại. Đồng thời bấm tweet xem. Rồi, quay trở lại AirDot. Rồi vào kênh trên dự án này. Ok, đã rồi. Tiếp theo follow, like, retweet là cái liên kết. Bấm thích này, retweet là cái liên kết. Ok, quay trở lại AirDot, tiếp tục. Bấm register. Ở đây nhập mã captcha cho mình. Sau đó nhập địa chỉ email của mọi người vào. Ok, địa chỉ ví mà copy chỉ ví ETH hoặc địa chỉ ví PC của mọi người ở trên ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask cho mình. Ok, sao chép địa chỉ ví cho mình. Rồi, sau đấy gửi địa chỉ ví vào đây. Ok, tiếp theo copy profiling kênh Twitter của mọi người sẽ đó gửi vào đây. Rồi, retweet lại bài đăng thì mọi người sẽ vào lại Twitter nhé. Sau đó quay copy lại cái link retweet, tag 5 người bạn với tag cái thẻ tag. Sau đó gắn vào đây cho mình. Ok, ở đây bấm done. Rồi bấm done. Bấm done. Và cuối cùng mọi người sẽ có một link red mọi người đi chia sẻ bạn bè người thân để tham gia dự án AirDot này. Bấm My Menu. Sau đó My Button cho số dư nhé. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video. Tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người những video và dự án tiếp theo. Và đừng quên cho mình nút like, nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.